Như cái tôi muốn nói tới đó là mấy hôm nay, hôm qua với hôm nay tôi thấy đang hot, rất là hot, hot trend nhất là cái vấn đề liên quan đến đó là chuyện là cố nghệ sĩ mà chỉ tài qua đời mà đấy. Hiện nay nó đang rất là hot trend trên mạng xã hội Facebook. Và tôi cũng đã từng làm một cái video clip để là lên án cái thành phần mà gọi là những thành phần mà chuyên không hết, câu like câu view. YouTuber với lại gì mà cái gì mình chèm mờ Facebook chỗ người ta là có người thân mất đến bù đó cười cợt chỉ trỏ chụp ảnh quay phim trong khi người ta đang cần cái không gian riêng tư, nhưng mà đến đó để chụp ảnh quay phim làm màu đăng lên YouTube Facebook để kiếm like kiếm view kiếm tiền. Hay mới đây thôi là cái vụ việc xung quanh đến nó là một cái là Rimmer có tên là Rimmer Duy Nguyễn đấy, và đang được cộng đồng mạng đó là chẩu 3 triệu trên Facebook đăng lên và viết những cái bài về báo là tôi nói là gì Rimmer là gì chửi bới là xúc phạm đó là nghệ sĩ quá cố chí tài, gọi là gì rồi sau đó là gì anh em xã hội gì đến tìm là gamer này đồ xử đồ đập bô lô các kiểu con đà điểu luôn, trời đất mẹ nội ơi. Vậy thì cái vụ việc này nó như thế nào và nó làm sao? Thì cái vụ việc này nó từ một cái video clip livestream của là gamer Dương Nguyễn. Thì trong buổi livestream đó anh ta đang livestream và có một thành phần nó đang ngồi ở phía dưới và sau đó nó viết một cái comment và sau đó anh ta đã đọc cái comment đó và sau đó là nói cái suy nghĩ theo là gì, theo cái suy nghĩ của là cái cá nhân của cái bản thân anh ta. Và sau đó sau cái buổi livestream đó thì trong vòng chưa đầy là 8 tiếng đồng hồ sau thì ở trên mạng xã hội TikTok nó xuất hiện một đoạn video clip ngắn chưa đến là 1 phút, nó thể hiện rằng là gamer Duy Nguyễn này đang là chửi bới xúc phạm đến là cố nghệ sĩ là Chí Tài, vợ của ông ta, rồi là nghệ sĩ Hoài Linh, rồi nghệ sĩ là Việt Hương vân vân và vân vân. Nhưng có một điều khá buồn cười như thế này, sau khi tôi xem xét lại cái đoạn clip mà những thằng mà nó đăng lên TikTok và nó đăng trên mạng xã hội Facebook, YouTube, nó bảo rằng là cái thằng gamer này nó gì à, nó chửi là cố nghệ sĩ Chí Tài nè, nó chửi là gia đình nghệ sĩ là Chí Tài nè, vân vân và vân vân, và phải đến hỏi thăm nó nè, phải đến đấm cho nó một phát gọi gì à? Phải là sao nó tật vô gì bọt cho nó sập trang nhà của nó nè, để tìm đường sống của nó nè. Tao nói nghe những câu nói phải nói là nó sặc mùi là sặc mùi là gì của những cái phường mà nó lưu manh, những cái thành phần mà lưu manh đầu đường xó chợ nó mới thốt ra những cái câu đó. Và những kẻ này thì đang nhân danh mình là gì người yêu mến là người quá cố ha, và đòi dạy cho là gamer này một bài học. Tao nói nghe những comment phải nó sặc mùi là giống như kiểu là dân chợ búa vậy. Thì bây giờ tôi quay lại cái chính, thì tôi đã nói rồi, xem từ đầu đến cuối cái đoạn clip ngắn cho đến 1 phút đó, thì tôi thấy là hoàn toàn cái chữ nào chửi đến cố nghệ sĩ cũng như là chửi gia đình của cố nghệ sĩ. Tôi xin nhấn mạnh nha, chửi cố nghệ sĩ cũng như là chửi của gia đình là cố nghệ sĩ, có từ nào chửi hay không? Các anh chị vào trong cái YouTube là Duy Nguyễn THOL, các anh chị xem cái đoạn là livestream nó sẽ xem có cái từ nào gọi là chửi bới không? Tại vì bọn mày nó nói là từ chửi thì mình phải nói là phải hỏi kỹ từ đó.
từ nào, câu nào, chửi. Mà tụi nó bảo rằng là gì, Duy Nguyễn chửi là cố nghệ sĩ, chửi gia đình của người ta. Đây rõ ràng các anh chị thấy là nó nhét chữ vô mồm của người ta không? Xuyên tạc bịa đặt không? Và cái đoạn video clip mà nó bảo rằng là gì Duy Nguyễn là chửi là chị thương Hoài Linh đó. Cái đoạn video clip đó, nó cắt ra nó ghép và thằng ngu nào đó, chắc cái đầu nó có vấn đề hay sao? Nó dòm cái video đó clip chứ xong nó nói đó là kia. Trời ơi cái video này thằng Duy Nguyễn đang chửi Hoài Linh là chị thương nè. Ở đời mờ gì đó. Cái đoạn video clip đó mà nó nói là Duy Nguyễn chửi Chí Tài, chửi Diệt Hương, chửi gì Hoài Linh đó, nó tin vô cái đoạn clip đó thì tôi thôi tôi đất tôi lại mấy cha mấy má luôn. Tôi nói thiệt. Cái đoạn clip nó cắt ghép lên như thế mà cũng có khối người tin vô đó. Thì tôi đất lùi luôn rồi. Xuyên xuống cái đoạn livestream mà tôi thấy không có từ nào gọi là để chửi bới gì hả, gia đình của người quá cố. Tôi đang ngồi ví dụ như bây giờ nè, tôi đang ngồi tôi livestream gì nè, bây giờ tôi đang đọc cái comment này ở dưới nè, có người comment nói với tôi gì nè, Nguyễn Sinh nó là gì, Nguyễn Sinh nó là thằng bún farm hóng hớt. Rồi bây giờ nó comment nó gì không, tôi ngồi nó thằng đó là chỉ thằng mà ba xạo thôi, nó chỉ toàn đi hóng hớt chứ có mẹ gì đâu. Bây giờ cái Nguyễn Sinh nó nghe nó nói tôi á, thằng chụp sò này mày chửi tao phải không, mày livestream mày chửi tao rõ ràng nè. Nó trong khi đó tôi đang ngồi tôi livestream gì nữa thì có thằng nó hóng hớt với nó nói Nguyễn Sim nó là thằng ha gì hóng hớt bú farm đó anh. Cái tôi trả lời nó thì Nguyễn Sim á, Nguyễn Sim với thằng là nó chuyên là đi hóng hớt bú farm thay em. Cái Nguyễn Sim kia nói là tôi ngồi tôi chửi nó đó. Không, người nó nhắc chữ vô mồm tôi nó nói gì đấy. Rồi cái đoạn clip tôi đang livestream vậy cái bắt đầu cái nó lấy ra nó cắt ghép ra nó gắn vô chữ này tôi đang ngồi chữ Nguyễn Sinh nè, polo ba la các kiểu không, ta mới nhìn kỹ vô cái đoạn clip đó xem rõ ràng á có từ nào chửi hay không, chúng ta xem chúng ta phải nhận thức một cái đầu chứ đừng có dùng cái bàn tay. Bàn tay nó chúng ta nhanh cái nào chứ không có bằng cái não đâu. Tôi nói thật. Nhưng mà có khối kẻ là vô tôi nói tên nhờ dinh vào cái đoạn clip về cái video mà nó cắt ghép ở trên TikTok đó. Để phán rằng người ta sao? Ta chửi, ta nói này nó kia xúc phạm. Có các người đọc chỗ nào, từ nào, ngữ nào, câu nào nói là đang chửi, đang xúc phạm vậy? Có biết dùng não hay không vậy? Tôi đang livestream đúng không, có người cộm thì tôi đọc tôi nói lên cái phân tích theo cái cảm nhận của cái cá nhân riêng tôi thôi. Nghĩa tôi chưa có những lời nói những cái hành động gì mà nó nói gì nó là vi phạm nó là pháp luật đúng không, chưa đi vượt quá cái là những cái gọi là thực phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam là được. Còn nếu như có sai ok, nếu có sai thì chấp nhận sự cái gì, nhận sai mà xin lỗi bồi thường, nếu cái điều đó gì, nếu cái điều đó nó gây ra cho là hả một cái thiệt hại gì đó cho liền cho gia đình bên kia đó. Thì gia đình bên kia mới là người có cái quyền để lên cái tiếng đó, chứ không phải là mấy thằng ức ơ nào đó trên mạng xã hội Facebook. Các chị hiểu tôi nói gì không? Nếu có sai thì mình nhận lỗi, sửa sai, khắc phục. Đó là gì? Đó là cái điều tốt. Nhưng mà người ta đã chấp nhận, người ta nhận sai, người ta sửa sai. Nhưng mà mình còn cố tình nữa gì? Dựng chuyện, xuyên tạc. Thì cái đó khác. Để gì? Để mình hại người ta, chửi người ta, làm cho người ta giống như kiểu là khi nào mà chuyện đường đường sống người ta mình mới vui, thì cái đó khác, cái đó rõ ràng là các bạn đang mưu đang hại người ta.
cái đoạn clip mà hả Duy Nguyễn á like ngày hôm đó, tôi đã lục và lấy tôi coi, tôi ngẫm, tôi xem, tôi nghe từng chữ, cái đoạn ngắn chưa đến một phút, tôi thấy không có từ ngữ nào mà gọi là từ chửi, giống như mấy anh giang hồ trên mạng mà đang bảo là đang chửi gia đình cố nghệ sĩ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần gì, cần phải là nhìn nhận cho nó đúng, chứ đừng có mà già hồ khích bác người khác. Còn cái vấn đề mà có muốn lên tiếng hay không lên tiếng, chính là gia đình nghệ sĩ là người quá cố ta mới có cái quyền lên tiếng đó. Ta muốn yêu cầu bồi thường hay ta muốn yêu cầu xin lỗi gì 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 đó, không? Người ta sẽ có gì, có luật sư làm việc. Nếu như ông Duy Nguyễn này ổng gì, ông phát ngôn là có những vấn đề sai phạm ảnh hưởng đến gia đình của người ta, ta thưa ta kiện, thì gia đình người ta mới có cái quyền ta mới nói lên được tiếng nói đó, đó. Chứ không phải là mấy thằng ức ơ nào đó trên mạng xã hội Facebook, hay mấy thằng nào mà đang nhân danh gì, dân xã hội gì trên mạng đó, không phải mấy thằng đó. Cái người là ai? Cái người đại diện cho ai? Cái người đứng trên pháp luật à? Hay sao? Mà để nói luôn cho mấy bạn anti mà thích đi dựng chuyện mà xuyên tạc người khác như thế này nè, cái mạng nó ảo thiệt, nhưng mà cái nhà tù á với cái cổng số 8 không phải là nó ảo đâu, nó là đồ thật á. Mà các bạn cũng đừng nên nghĩ rằng mà mấy bạn sử dụng mạng xã hội đó, mấy bạn tạo tài khoản ạ, mấy bạn đi dựng chuyện đặt điều xong cái mấy bạn xóa này kia, bố thằng nào biết, đúng rồi, không có bố nào biết được chứ. Nhưng mà cái ngày mấy bạn tra còng vô số 8 á là còng thật đó, chứ không phải cộng ảo trên mạng đâu, các bạn hiểu không? Nếu như thằng nào nó nghĩ rằng nó chỉ việc tạo cái tài khoản ảo lên mạng Facebook á, không, nó chém gió xong rồi nó dựng chuyện đặc điều xong rồi nó xóa, bố ai làm gì được nó, chắc có lẽ các bạn hơi khinh thường là gì an ninh mạng quá. Như cái thằng mà nó đăng cái video clip mà lên nó gì nó xuyên tạc nó vu khống cho người Duy Nguyễn này, không? Kể cứ tự thục thẳng từ từ đấy, chuyện này hạ hồi nó phân giải. Đối với nếu như mình sai, sai cái chỗ nào, sai như thế nào, không? Thì gia đình tao lên tiếng thì ok. Nếu mình sai đến đâu mình cái gì giải quyết cái sai đó, xin lỗi khắc phục. Nếu gia đình bên kia người ta đòi bồi thường, nếu mình sai mình chấp nhận thôi. Đó là gì, cái tinh thần cầu thị của mình sai thì mình nhận cái gì, nhận sai. Mình chỉ sợ là sợ cái đúng thôi chứ không có sợ cái sai. Còn những cái thành phần mà gọi là những cái thành phần mà đi đôm đặt bịa chuyện á, thì mấy thành phần đó mới nên là cẩn thận đi, hiểu không? Còn về cái chuyện của Duy Nguyễn, tôi thấy nói thật nó chả cái gì gọi là quá đáng kìa. Quá đáng đây là quá đáng cái gì? Quá đáng đây không, chuyện là không phải là cái vấn đề tôi nói là đến gia đình của cố nghệ sĩ. Tôi nói đây là nói gì, cái vấn đề anh ấy đang ngồi livestream chỉ đọc cái comment của một người và nói lên cái suy nghĩ cá nhân của mình, cái nó lập tức là nó cắt ngay cái đoạn đó, bắt đầu nó chế thêm vài câu, nó ghép chữ vô đưa lên mạng xã hội, bắt đầu mạng nó gần gần lên là thằng này nó đang xúc phạm gia đình cố nghệ sĩ, bay vô gì bọt sập mẹ nó mấy cái bát, mấy cái chàng. Rồi cái đoạn video clip đó cũng bị nó gịp sập luôn. Nhưng mà cũng rất may là Duy Nguyễn còn lấy lại được là cái đoạn video đó, chứ nếu không là không có đoạn video clip là cũng hơi mệt à. Tại vì không có vật chứng, tan chứng mà nó đưa cái đoạn video clip mà nó cắt ghép nó đăng lên mạng xã hội đó, thì khó mà lòng mà nói giải thích được với là cộng đồng mạng là chẩu 3 triệu đó. Bọn này nó cũng kinh lắm, đăng livestream lên nó comment á, chửi tặng cho mình đọc, mình đọc cái comment nó bắt đầu mình nói ra cái là chết nó ngay nó rồi, thì nó lấy ngay cái đoạn cắt đó clip đó, bắt đầu đem đi nó tung lên mạng nó nói nó gì nè, rồi sau đó nó hùa vô nó gì bọt sập mẹ nó, cái video đó bị xóa mất. Thì tôi hỏi các bạn còn gì không, còn chứng cứ thì bắt các bạn là đúng mày rồi,
mày là thằng xuyên tạc mà nói xấu gia đình cố nghệ sĩ nè hả? Bây giờ mày chối hả, mày có gì để mày chứng minh không? Nếu mà không có đoạn video clip là tôi nói với bạn là mệt, nhưng rất may là lấy được cái đoạn video clip up tới trên mạng YouTube. Bây giờ tụi nó đánh sập hết trơn tất cả các trang bác cũng như là trang cá nhân của Duy Nguyễn, giờ nó đang hùa nhau đặng kịp sập luôn cái trang YouTube đó, đặng gì để xóa hết mấy đoạn clip đó. Nhưng mà không sao, bây giờ nói chung á, nhiều người ta biết, người ta đã lưu hết những cái đoạn mà clip đó ngày hôm đó là livestream rồi đấy, cho nên cũng sẽ có đăng lên rồi, chứ có đăng lên cho cộng đồng mạng ta xem, thấy không? Còn mấy thành phần nào mà tự xưng là gì, tự xưng là xã hội mạng á, để anh nhắn gửi gì nè, thấy không? Ở đây tôi nói lơ gõ luôn để em khéo nó cắt cái livestream của tôi ra, cái nó nói là hả, thằng này nó đang là hả, chửi bới anh em xã hội lại nó tìm tôi, nó lại khổ cho tôi lắm mấy anh mấy chị nha. Bởi vì nói cũng phải lựa lời lắm chứ, trời ơi, mấy thằng chẩu này nó nguy hiểm lắm mấy anh chị. Bà mẹ nó, cái đoạn clip người ta ngắn ngủn như ta nói rõ ràng gì nó dám chế lên, nó cắt ghép ra thành là hả, chửi bới xúc phạm nữa, nó cố nghệ sĩ không, vì gia đình của nghệ sĩ nữa, rồi cắt cái là danh hài nghệ sĩ nổi tiếng tới đây để nhằm mục đích là gì, để nhằm mục đích là nó kích mấy cái những cái thành phần mà gọi là những thành phần mà fan chẩu á, vô rằng cái gì để mà đổ xác cái nick là của Duy Nguyễn hết đó. Tôi cái nick tôi nó thật với các anh chị nó bay không biết bao nhiêu, nick này nó vô nó bật cái nó bay mẹ mấy hồi. Bởi vì nói cũng phải lựa lời lắm với cái tụi mà fan chẩu 3 triệu này lắm, mình mà nói sai chữ nó chế ra thấy mẹ nó khổ lắm. Quốc á, thì có quốc pháp, gia thì có gia quy, mạng á, thì mạng xã hội ảo thiệt, nhưng mà cái nhà tù với lại mà cái cổng số 8 á, thì là cổng thật chứ nó không phải là cổng giả, đúng không? Thích hổ báo cáo chồn á, thì hổ báo cáo chồn trên mạng á, thì được, ra ngoài á, đúng không? Ra ngoài đời thật mà hổ báo cáo chồn á, thì một á, là chỉ có gì, có ăn còng, hai á, là sơ cấp tù, đơn giản thế thôi chứ không có gì khó hết trơn á. Lịch sự còn kiểu hổ báo cáo chồn á, thì có gì có cọc số 8 à, cho là hả, nó lịch sự một chút. Và đây tôi cũng nhắn gửi luôn mấy bạn là hả, chỗ mà hả, anti mà 3 triệu như thế này nè, không mình muốn đặt điều, mình muốn bịa chuyện gì á, không thì mình phải đặt điều bịa chuyện và dựng chuyện cho nó khôn, chứ đừng nên đặt điều bịa chuyện dựng chuyện mà kiểu ngu vậy. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy được cái bản chất là gì? Cái bản chất là hùa dạng theo của một bộ phận của những kẻ mà sử dụng mạng, những kẻ này một phần lớn á, không? Như tôi đã nói là những thành phần gì? Nhận thức thì rất là kém nhưng thích hùa với lại thích dùa khẩu báo cáo chồn ở trên mạng này ghê lắm, nhưng mà khi cha giơ tay vô cọc người ta nói ngoan rồi hơn là cuốn nữa khổ gì đó, nói nhắn tin nghe cầu manh nó câu từ nào nó sặc mùi giống như là kiểu lưu manh đầu đường xó chợ ghê lắm, nhưng mà khổ cái toàn sạc lon, khi ta giải thích ra được cái sự ngu si thì lại lập tức tìm cách là gì, tìm cách là rời bỏ người khác mà không hề là chứng minh được rằng là lời người ta nói có sai hay không, giống như cái vụ mà Dương Nguyễn này thôi, không? Sự thật thì nó rành rành ra như thế, đoạn clip người ta đưa lên đó, nó vẫn còn si, nó đâu có mất đâu đâu, nhưng mà vẫn có nhiều kẻ vẫn có bảo rằng Duy Nguyễn đi chửi bới gia đình cố nghệ sĩ này kia kia nọ để kích động đến gì, kích động là cái bè cái phánh lên nó đặng là chỗ của người ta làm ăn kinh doanh nó để nhằm mục đích là gì, để tụi nó livestream quay phim, bây giờ tụi nó đang bu đó đông lắm, xích đông xích đỏ, mấy anh chị lên mạng xã hội Facebook thấy không, nó lừ trong bú farm cái view á, YouTube thì nó đang livestream gần 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 gần, còn ở trên mạng Facebook thì ta nói gần 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 nào là gì, anh em xã hội đến tìm Duy Nguyễn thanh toán xử đập ghê lắm, nhiều từ ngữ nói chợ búa kinh lắm nha, nhưng mà thấy toàn là đám hóm hớp nhiều chuyện những view toàn bỏ đi kiếm ăn không, chứ có con mẹ gì đó, ta nói muốn kiếm ăn kiếm view gì đó, phải kiếm đó, khôn chứ đừng kiếm ngu có ngày á, ăn còng vào tù thì khổ lắm, tất nhất đến nơi rồi, không đừng làm mấy trò nào mà nó lố lăng quá, người ta là dân kinh doanh á, chứ tao phải là dân là chợ búa giống như mấy cái thằng mà
chỗ che cho 3 triệu đâu, mà đó là xã hội với lại là xã Hán cái gì, nói chuyện ra tôi nói chuyện pháp luật, tôi nói chuyện xã hội, đúng không? Mình là anti thì mình phải anti cho theo kiểu là có văn minh, có văn hóa, chứ mình là có anti cái kiểu mà cái anti mà mất dạy của cái thứ mà kiểu vô học á, nguy hiểm lắm, lớn đó có ngày cũng sẽ bị ăn cầm thôi, nó khổ vậy đó. Qua đây tôi cũng chỉ phân tích rõ ràng trong cái đoạn clip đó để cho chúng ta cùng tìm hiểu cái sự việc trên thôi, để tránh là bị mấy cái đám là hả điếp like câu view trên mạng dắt mũi. Cũng đừng nên bảo tôi là gì fan của Duy Nguyễn gì ngoéo gì, đúng thì nó đúng, sai phải chấp nhận. Ở đây tôi nói là nói rõ ràng, có chứng có cớ rõ ràng, tôi đâu có nói là theo kiểu giống như cái cảm nhận cái cá tính cá nhân của tôi đâu. Mấy anh chị nào không tin lên thẳng là YouTube của Duy Nguyễn xem cái đoạn là clip live là live stream nó rõ ràng từ đầu đến cuối, chữ nào từ nào chửi gia đình của cố nghệ sĩ. Đang live stream và Duy Nguyễn đang trả lời comment của người ta mà, và sau đó là anh ta nói theo cái cảm nhận cá nhân của mình mà. Còn nếu như mà nãy tôi cũng đã nói rồi, nếu như tôi đang ngồi tôi live stream là tôi đang chửi, tôi lấy ví dụ như là tôi đang chửi Nguyễn Sinh vậy nè, Nguyễn Sinh là thằng là bú pha mà hóc hớt đó, tôi đang đọc cái comment dưới đó, Nguyễn Sinh nó đang bú pha hóc hớt nè, rồi tôi nói thằng Nguyễn Sinh này thằng ba xạo ba trợn thôi chứ có mẹ vô em. Nguyễn Sinh nó nghe nó bắt đầu quay qua nó chửi tôi, nó nói tôi là chửi nó đòi qua nó xử tôi đấy. Các chị thấy nó nhét chữ vào mồm ta kinh kinh chưa, ghê không? Rồi sau đó là nó chế thêm một cái đoạn clip nữa, nó cắt ghép từ mấy cái clip của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn đang chửi bới gì, đang chửi bới là cố nghệ sĩ nè, rồi chửi bới cả hoài lên Việt Hương Bulo Bala nè. Bữa cái bữa anh chật bùm đó, anh điện nói chuyện với mà Duy Nguyễn là tôi có đã nghe cái đoạn hội thoại đó tôi xem rồi ấy, tôi mới thắc mắc tôi mới đi tìm tôi kiếm tôi phát hiện đấy. Ghê không? Bởi vì tao nói trên mạng xã hội này nếu như mà không dùng cái đầu để nhìn nhận sự việc mà chỉ biết phán và hùa theo số đông là chết vì dắt mũi như thường, khổ lắm. Thì qua đây tôi nói lừa tôi chỉ kết thúc cái đoạn live ngày hôm nay thôi, đấy không? Về việc của Duy Nguyễn á, tôi thấy anh ta nói cũng không có gì là quá đáng hết, và cũng không có từ ngữ nào là động chạm đến là gia đình của người quá cố hết. Còn nếu các anh chị nào á mà không ấy gì vào đúng xem cái đoạn live clip mà tôi nói đó xem nó có đúng như vậy không, xem lại cái đoạn live stream nó cắt ghép đó đúng như vậy không, phải là đồ nó cắt ghép của ta không, sau đó nó kịp sập hết trơn mấy cái pass mấy cái trang cá nhân của ta để nó xóa hết những video đó. Nhưng mà rất may là cộng đồng mạng ta đông lắm, ta đều có lưu giữ hết mấy video đó chứ, để cho cộng đồng mạng xem và nhìn nhận bản chất của cái bọn mà anti mà vô học này nó như thế nào. Và đồng thời cũng qua đây nhắn gửi đó mấy cái thành phần á mà anti á, 3 triệu như thế này nè, Tết rồi cuối năm mày gán mà lo gì, mà lo kiếm tiền á, nuôi cái bản thân của mình đi, bớt sống ảo và bớt đi kiếm gì hóng hớt đi kiếm nó giờ hả, kiếm like kiếm view đi nha, để không khéo một ngày á là còng số 8 á nó đến nó còng đi á, thì có thể là thì lại ca cái bài ca là mẹ ơi sinh này con không về, nó khổ lắm. Công tù thì nhà nước không có hiếu, đúng không? Chủ yếu là cái gì, chủ yếu là cái bản thân của mấy em mà hả chẩu 3 triệu á, mấy em thích cơm nhà hay là mấy em thích cơm nhà nước hay thôi, hay mà thôi thôi. Nếu mấy em mà chán cơm nhà mà thèm cơm nhà nước á, em thích thể hiện đó thì cộng số 8 và cơm nhà nước sẵn sàng là chiêu đãi mấy em thôi, đơn giản. Còn về cái chuyện mà gia đình của người quá cố, để tôi nói luôn cho mấy cái bạn mà chém gió không hết như thế này, có lên tiếng hay không lên tiếng gì đó là cái chuyện của bên gia đình người ta. Còn mấy thành phần nào lên mạng phát ngôn ngáo ngáo thì tôi xin lỗi, các bạn không có tư cách gì quyền gì để lên tiếng, hiểu chưa? Muốn lên tiếng hay quyền gì đó sẽ có ủy quyền của gia đình, người thân gia đình ta đó, ta lên tiếng
nha. Mấy bạn bớt là không để bú đi thiệt. Vậy thôi tôi có chỉ có bao nhiêu đó để nói thôi. Còn nếu như ai mà phản đối mà nói cho gà không đúng thì thôi tôi cũng chịu thua chứ tôi cũng chẳng biết nói gì vậy. Bây giờ tôi đã giải thích rõ ràng hết rồi, chị em hiểu hay không hiểu không? Nó chính là do cái nhận thức của cái đầu của mình thôi, chứ không phải là do mấy cái thằng nó cầu hiếm gì nó nói. Và mình làm cái gì, mình nói cái gì mình phải suy nghĩ, mà mình hành động mình phải hành động cho nó đúng, hành động trong cái khuôn khổ luật pháp cho phép. Còn mấy bạn nào thích thể hiện hổ báo cáo trộm lấy số má thì đơn giản cộng số 8, nó cho là cho số 8 điện. Tôi chỉ nói đến đây ngắn gọn bao nhiêu đó để nhắn gửi đến mấy bạn mà fan mà 3 triệu nha. Tôi kết thúc là chi